Tư Âm, ta xin lỗi. Thiên tộc và dân tộc trước sau cũng không có kết quả. Được, được, có kết quả hay không cũng là do huynh quyết định. Vậy huynh nói, bây giờ huynh định đối với ta như thế nào đây? Lúc đó là do ta quá hoang đường. Lúc trước huynh nói cho dù thế nào cũng sẽ ở bên ta, bây giờ huynh lại nói là mình hoang đường. Tư Âm thượng tiên, xin hãy tác thành cho chúng tôi. Tôi và Ly Kính là tình đầu ý hợp, hai người cuối cùng cũng không có kết quả đâu. Vậy thì cô nói đi, thế nào mới có kết quả đi? Trêu kẹo rồi bỏ rơi là kết quả, hay chia rẽ người khác là kết quả đi? Tư Âm, tôi... Đừng có gọi tên ta. Là ta đã phụ muội. Tư Âm, là ta đã phụ muội. Ta không xứng được ở bên muội. Muội hãy trở về bên Mặt Quyên đi. Tới giờ huynh vẫn sỉ nhục sư phụ ta. Lúc trước huynh đã nói bất kể ta có thân phận gì cũng sẽ ở bên ta. Nhưng mà bây giờ được, ta sẽ toại nguyện cho hai người. Thượng tiên, bỏ ta ra. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Nàng theo ta tới vực giới thật sâu. Nàng phải nghĩ kỹ, ta ở vực giới chỉ là vị hoàng tử, không hề có thực quyền. Điện hạ, thiếp đã phản bội Tư Âm, cũng đồng nghĩa đã phản bội cung Luân Hư, phản bội thiên tộc.
giờ thiếp chỉ còn biết nương nhờ vào điện hạ ngài thôi. Đi thôi. Hả? Sư phụ, sư phụ xuất quan rồi hả? Tỉnh rồi sao? Lần sau đừng có nhóm lửa trong hầm rượu. Nếu di sư mà tới trễ thì lửa đã thiêu rụi cung luân hư này. Đồ nhi sai rồi. Uống bao nhiêu rượu đó, nếu khóc ra được thì tốt, cứ tích tụ giữ mãi trong lòng thì tiếc cho số rượu ngon này lắm. Sư phụ, sao người lại xuất quan sớm quá vậy? Con học tiên pháp không chuyên tâm đã đành, ngay cả lúc khóc cũng như vậy nữa. Sư phụ, con đâu có muốn khóc. Được, vậy thì đừng khóc nữa. Dạ. Sư phụ, vết thương của người sao rồi? Sau này có ảnh hưởng gì hay không? Không có. Nên không cần con phải đem mình ra hầm cho ta ăn. Sư phụ nghe hết rồi hả? Còn rõ mồn một. Đôi mắt của Ly Kính nhìn vào rất sáng, nhưng ánh mắt lại không tốt. Sư phụ cũng biết nữa sao? Biết cái gì? Ta chỉ nghe nói có một nữ nhi giống như con đã theo Ly Kính đi rồi. Họ đi rồi? Họ trở về vực giới. Đi rồi cũng tốt. Sư phụ, chúng ta đừng nói tới những người không liên quan đó nữa. Nói tới những chuyện vui hơn đi. Nói tới chuyện vui hơn sao? Ừ. Sư phụ, nếu nay người đã xuất quan, vậy kể con nghe về Đông Hoàng Chung đi. Đông Hoàng Chung? Sao tự nhiên con lại hỏi về Đông Hoàng Chung? Con tình cờ nghe nói là Đông Hoàng Chung nằm trong tay của Kình Thương. Con đã coi rất nhiều sách rồi, nhưng mà không tra được gì hết. Trong sách cổ có ghi Đông Hoàng Chung là do sư phụ tạo ra, là thần khí quỷ thiên diệt địa. Tại sao nay lại ở vực giới? Đại chiến với ma tộc năm xưa, thiên tộc vì muốn kết minh với vực tộc nên phụ thần đã giao Đông Hoàng Chung cho Kình Thương, bày tỏ thành ý. Vậy có nghĩa là Đông Hoàng Chung có thể quỷ diệt thiên địa thật sao? Không sai. Đông Hoàng Chung là một pháp khí vô cùng nguy hiểm. Một khi đã xuất hiện sẽ hủy diệt vạn vật chúng sinh ở tứ hải bát quan. Cách duy nhất để ngăn cản đó chính là dùng một nguyên thần lớn mạnh hơn để trấn áp nó. Như vậy mới có thể phong ấn nó. Sau khi trấn áp thì sẽ như thế nào? Nguyên thần đó sẽ hồn bay phách tán, Đông Hoàng Chung nguy cơn thịnh độ, thiên hạ sẽ thái bình. Nghĩa là nếu như Kình Thương tạo phản, Đông Hoàng Chung đó sẽ là đại họa. Sư phụ, nghe nói Đông Hoàng Chung còn có thể phong ấn nguyên thần, có thật hay không? Không sai. Người có thể dùng Đông Hoàng Chung để phong ấn nguyên thần chỉ có người trong thiên tộc, phụng tộc và cửu chỉ hồ tộc. Vậy là người có thể phong ấn thì chỉ có Hồ Đế, Chiết Nhan và Thiên Quân. Còn có cả ta nữa.
Sư phụ, Linh Bảo Thiên Tôn cho người gửi thiệp tới, đó là sắp mở pháp hội, muốn mời người đi. Đệ tử biết sư phụ trước nay luôn từ chối không đi, nhưng lần này dù sao cũng là Linh Bảo Thiên Tôn. Cũng tới lúc cho thập thất bước vào đời rồi. Sư phụ tính đi thật sao? Con thu dọn hành lý đi, ngày kia sẽ lên đường. Dạ. Thập thất, sư phụ trước giờ không nhận lời tới mấy nơi nhạt nhẽo này đâu. Lần này chắc là thấy tâm trạng đệ không vui, buồn bã u uất, nên mới đưa đệ ra ngoài cho khuây khỏa. Đệ đó cũng đã lớn rồi, nên học cách khiến sư phụ bớt lo âu, đó mới là đạo hiếu của đệ tử. Đệ biết rồi, sư huynh xin cứ yên tâm. Hey, mọi người đều biết đệ vì chuyện của Ly Kính dẫn quyền nữ đi nên mới đau lòng như vậy, vì trong lòng đệ đã có quyền nữ. Đệ, trong lòng đệ... Không cần nói nữa, sư huynh hiểu mà. Nhị đệ, đã lâu không gặp. Phụ quân, nhị ca con không thông đồng với thiên tộc đâu, xin phụ quân nguôi giận. Tránh ra. Tình nghịch tử này, bổn quân biết mình có lỗi với thân mẫu của người, vì để thống nhất dục giới mà ta đành phải hy sinh nàng ấy. Nhưng người nói đi, bổn quân có bạc đãi người bao giờ hay không? Người mặc sức ăn chơi trác táng, lương lời chúng tủ sắc dưới trần gian, ta có trách phạt ngươi hay không? Ta có hai trai một gái, nhưng nhẫn nhịn ngươi là nhiều nhất. Giờ đây ngươi vì một tiểu tiên mà từ bỏ dục giới, kết giao với Côn Luân hư, người đúng là đáng chết mà. Giết đi. Cấm miệng. Ta ghét nhất chính là thái độ này của ngươi đó, giống y như mẫu thân của ngươi vậy. Ly Kính xin nguyện chịu chết, chỉ xin phụ quân tha cho cô gái kia, chuyện này không liên quan đến nàng ấy. Chết tới nơi rồi mà vẫn còn nghĩ tới nữ nhi à? Phụ quân. Người gọi ta là gì? Phụ quân, con là nữ nhân được Ly Kính đưa từ Cung Lân Hư về, con mới là ý trung nhân của chàng chứ không phải là Tư Âm. Xin phụ quân xem xét, đừng giết người vô tội. Người nói cái gì? Nói rõ ràng coi. Đúng là Ly Kính có tới Cung Luân Hư, nhưng là để thăm dò tình hình. Chắc là phụ quân chưa biết, lúc Ly Kính ở Đại Tử Minh Cung đã giải vờ thân thiết với Tư Âm. Sau khi Mạc Quyên xông vào Đại Tử Minh Cung giải cứu Tư Âm, Ly Kính mới âm thầm bám theo. Phụ quân đã nuôi Ly Kính khôn lớn, xin hỏi phụ quân có từng thấy Ly Kính một dạ hai lòng với Dực tộc không? Nói tiếp đi. Con được nhị hoàng tử cứu mạng ở Cung Luân Hư, vì ái mộ ân cứu mạng này nên cam tâm tình nguyện cùng chàng trở về Dực giới. Quỷ nữ đã là nữ nhân của chàng, dĩ nhiên cũng phải gọi người là phụ quân. Tuy là điện hạ chưa thu thập được gì ở Cung Luân Hư, nhưng nếu quỷ nữ đã đi theo chàng thì cũng phải thay chàng làm tròn đạo hiếu. Quỷ nữ xin giúp phụ quân.
công phá thiên tộc. Ngươi cũng to gan tày trời, dám nói là có thể giúp ta. Vì phụ quân chưa biết thân phận của con, con là thê muội của Bạch Quyền Thanh Khâu. Chỉ cần với thân phận này, khi tới cung Luân Hư, con đã được các thượng tiên chiếu cố chăm sóc. Vậy thì đã sao? Đại chiến giữa thiên tộc và dực tộc, trước đây quyền nữ từng nghe đệ tử cung Luân Hư nhắc tới. Quyền nữ cũng biết là cung Luân Hư có thiên binh trận pháp, dùng để chế ngự quân địch. Dĩ nhiên ta cũng biết, năm xưa đại chiến với ma giới, Mạc Quyên dẫn theo thiên binh đã bày ra 7749 trận pháp, uy lực cực đại, cũng nhờ vậy mới đánh lùi ma giới. Quỳ nữ có ý này giúp được phụ quân lấy được trận pháp. Nói. Nhưng mà quỳ nữ muốn xin phụ quân hứa với con hai việc. Dám bàn điều kiện với bổn quân à? Không sợ bổn quân chém đầu của ngươi hay sao? Quỳ nữ không dám. Chuyện quỳ nữ nói chỉ là chuyện nhỏ. Con chỉ muốn xin phụ quân người tha cho con và Ly Kính, ban hôn cho quỳ nữ, cho quyền nữ được cưới hỏi đàng hoàng bước vào đại tử Minh Cung. Đơn giản vậy thôi à? Chỉ đơn giản vậy thôi. Ly Kính ơi là Ly Kính, không ai ngờ người giống hệt như mẫu thân của người có thể khiến cho kẻ khác vì ngươi mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chỉ mong được kề cận ngươi thôi. Phụ quân đồng ý rồi đúng không? Tất nhiên là bổn quân đồng ý. Đại hôn ngày mai sẽ có 4 kỳ lân tới trước ngươi vào đại tử Minh Cung. Đúng theo nghi lễ, dực giới ta sẽ ăn mừng trong 9 ngày. Đa tạ phụ quân tác thành. Trong cung Ly Kính có vô số mỹ nữ, có làm lễ cưới không bổn quân không quan tâm. Nhưng ngươi phải nhớ, đã bước vào đại tử Minh Cung thì sẽ là người của dực giới. Đừng quên ngươi hứa sẽ lấy trận pháp cho ta đó. Quỳ nữ nhất định không để phụ quân thất vọng. Nhi Di hoàng tử bảo trọng. Xin dừng bước. Mạc Quyên thượng thần, ta thật không ngờ hôm nay Mạc Quyên thượng thần lại đích thân tới đây. Ta vừa xuất quan, tiểu đồ đệ của ta chưa từng tới Thượng Thanh cảnh, nên ta đưa nó tới đây ngắm cảnh sắc. Tư Âm thượng tiên, lần trước chúng ta đã có duyên gặp mặt, hôm nay lại có duyên gặp lại. Mạc Uyên thượng thần, tiểu đồ Tư Âm, con mau bái kiến hai vị Nhị Điện Hạ, Tam Điện Hạ đi. Nhị Điện Hạ, Tam Điện Hạ. Nhị Điện Hạ vẫn được thiên quân sủng mái nhất. Mấy hôm trước thiên quân lên tiếng nhờ Chiết Nhan thượng thần thay mặt Nhị Điện Hạ tới cầu thân với Bạch Thiển Thanh Khâu. Hả? Tư Âm thượng tiên sao lại ngạc nhiên như vậy? Người có quen biết Bạch Thiển Thanh Khâu sao? Dạ không biết. Tiểu đồ giống là tiểu hồ ly được Chiết Nhan đem về, đưa tới chỗ ta học nghề. Chắc là nghe thấy tên của ân nhân nên trong lòng có phần vui mừng. Đúng vậy đó. Tôi rất vui. Nếu thượng tiên với Chiết Nhan thượng thần là chỗ thân thiết, vậy ngươi thấy Chiết Nhan thượng thần có đồng ý tác học mối hôn sự này không? Tôi cũng không biết. Tôi nghĩ Chiết Nhan thượng thần không phải là người thích lo chuyện bao đồng đâu hả? Phụ quân có dặn, nếu mà quyền thượng thần có tới thì mời thượng thần tới ngay đại điện. Dực giới mưu tính phản loạn, phụ quân cần phải cùng người cùng nhau bàn bạc đại kế. Được, ta biết rồi.
Vết thương trên người của thượng thần không nhẹ đâu. Lần này ngài bắt buộc xuất quan sao? Nên ta mới tới Thượng Thanh Cảnh để xin dùng suối nước nóng của ngài. Suối nhãn thiên của ta tuy có linh khí nhưng cũng không phải là linh dược. Thượng thần nóng lòng muốn được hồi phục là để nuôi dưỡng hoa sen vàng mà phụ thần để lại hay là vì dực tộc? Là cả hai. Mấy hôm trước ta có tới cung Luân Hư, ta đã nhận ra hơi thở của sen vàng. Chúc mừng thượng thần, sắp đại công cáo thành. Ta cũng nhận ra điều đó. Điện hạ, Tư Âm, nguyện vọng lớn nhất của ta là có một ngày được cưới muội về cung. Điện hạ, thiếp là quyền nữ. Đúng vậy, cô là quyền nữ, cô không phải Tư Âm. Cô không phải Tư Âm. Hôm nay nếu là Tư Âm thì cô ấy nhất định sẽ không vì giữ tính mạng mà hãm hại đồng tộc mình. Cô ấy là người rất trọng tình trọng nghĩa. Ta là gì cô mà phụ cô ấy? Điện hạ, nhưng tiếp làm tất cả là vì chàng. Quyền nữ, cô nhìn cho kỹ, cô đã yêu nhầm người rồi. Nơi này của ta đúng là có một người, nhưng không phải cô. Tư Âm, ta xin lỗi, là ta đã sai, đều là lỗi của ta. Điện hạ, xin ngài đừng nói những chuyện này trong ngày đại hôn có được không? Đại hôn? Sao hả?
đêm tân hôn của ta mà đại ca cũng muốn canh chừng à? Nếu không phải ngươi may mắn cưới được thê tử tốt thì phụ quân đã chém đầu ngươi rồi, còn cho ngươi động phòng qua chút sao? Đại ca huynh sai rồi, ba huynh muội chúng ta đều có ích với phụ quân, ông ấy không giết chúng ta đâu. Đưa nhị hoàng tử về canh giữ nghiêm ngặt, nếu chưa tới ngày xuất binh thì không được thả ra. Dạ. Đi, lôi ả đàn bà của Ly Kính ra đây cho ta. Dạ. Các người tính làm gì? Các người tính làam gì? Ta là nhị hoàng phi, các người tính làm gì? Làm gì vậy? Đi lên. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Thiên tộc Mặc Quyên dám xông vào Đại Tử Minh Cung, cướp đi nghĩa tử Lệnh Vũ, giết hại binh tướng Dực Giới. Bổn quân thân là chủ của Dực Giới, tuyệt đối không thể chịu nhục. Các ngươi có đồng ý theo bổn quân làm cho thiên hạ đổi dời, trời đất đảo lộn, lôi lão thiên quân già đó ra khỏi cửu trùng thiên, để dực tộc ta thống nhất thiên hạ, thuộc hạ thể chết theo dực quân? Tốt, đem người đàn bà đó dứt về Côn Luân Hư, để dực tộc thấy rõ quyết tâm khởi binh của Dực Giới chúng ta. Không ngờ Thập Thất theo sư phụ ta ra ngoài lâu như vậy rồi. Sư phụ không nói nhưng Thập Thất biết rõ. Sư phụ muốn con được vui vẻ đúng không? Coi như con vẫn còn chút lương tâm. Thập Thất, vì sư thấy hơi mệt, chúng ta ở đây nghỉ ngơi nửa canh giờ, con thấy được không? Dạ, được. Kính đã thực sự phụ lòng mình thì ngàn vạn năm sau cũng có ngày mình được thư thái thanh tịnh. Cũng chỉ là một lần yêu đương thôi mà. Để sư phụ cũng phải buồn lòng theo mình thì đúng là học trò bất hiếu mà. Đúng là đồ bất hiếu. Sư phụ của ngươi đã bị trọng thương vì chịu thiên lôi, thương tích chưa lành đã phải xuất quan, chính là vì tên tiểu đồ đệ nhà ngươi đó. Bây giờ hắn đang bị quả đốt trong thân, ngươi thật không biết gì hết. Cũng may Tứ Ca và Chiết Nhan tới bây giờ chưa biết chuyện này. Nếu biết chắc chắn họ sẽ cười nhạo mình cho mà coi. May là mình chưa gửi bức thư hôm đó. Tứ Ca? Ngươi còn có Tứ Ca sao? Nhưng Tứ Ca đã nói với mình, thiên tộc và dực tộc trước sau gì cũng khai chiến. Không biết tới lúc đó sư phụ có dẫn mình xuất chinh hay không. Đã theo sư phụ học nghệ được hai vạn năm mà không được dẫn binh thì đúng là thiệt thòi. Xuất binh? Nếu ta là Mặc Quyên, nhất định sẽ để ngươi.
Cửu sư đệ lại thắng rồi. Đại sư huynh, hồn huynh bay đi đâu rồi? Kình Thương đã có động thái khởi binh làm loạn, sư phụ lại mãi chưa về. Nếu như lúc này Kình Thương khởi binh, vậy thì phiền phức lớn đó. Hey, một Kình Thương cỏn con sao có thể là đối thủ của sư phụ ta được? Huynh cần gì phải căng thẳng như vậy chứ? Ta nghĩ đại sư huynh lo lắng là có nguyên do. Sư phụ thay thập thức đỡ ba đầu thiên lôi, lại xuất quan trước thời hạn, vết thương chưa lành, khó lòng ra đại chiến. Chuyện này nhớ đừng nhắc trước mặt thập thức, nếu không nó lại tự trách mình, mượn rượu giải sầu. Ừ. Ê, ừ, thập thức nói không chừng vẫn còn đang nhớ tới quyền nữ đó. Còn về quyền nữ, sau khi Ly Kính đưa quyền nữ về vực giới thì liền tổ chức hôn lễ, còn chúc tụng 9 ngày. Thập thức mà nghe thấy chắc lại thêm đau lòng. Thập thức, xin chào các sư huynh. Đệ đã hộ tống sư phụ an toàn trở về rồi. Ừ, lần này không tệ. Lúc ra đi hồn phách cứ để đâu đâu, lúc về lại là thập thất của ngày xưa. Lần này ra ngoài với sư phụ đúng là mở rộng tầm mắt. Đệ cứ nghĩ là sư phụ chúng ta không có hứng thú với mấy thứ pháp thuật đạo pháp, không ngờ là khi đứng lên biện luận mấy thứ đó thì lại thao thao bất tuyệt. Mỗi lần có thần tiên ra tranh luận đều là sư phụ đại thắng, đúng là khiến người hả lòng hả dạ. Đại sư thúc, nhị sư thúc, quyền nữ bị người ta dứt ở ngoài cửa núi của chúng ta. Cái gì? Cái gì? Sao lại ra nông nỗi này? Cô không phải đã làm lễ thành thơ với Ly Kính sao? Đại sư huynh, tất cả sai lầm đều là do quỳ nữ hết. Quỳ nữ không nên dễ dàng tin tên tiểu nhân Ly Kính. Đại sư huynh, huynh mau đi nói với thượng thần, dân tộc đã xuất binh tạo phản rồi. Thật sao? Kình Thương đã tỏ rõ quyết tâm, đã chọn một cô gái dân tộc cho Ly Kính. Ông ta cho người đánh đập tôi rồi giết về đi, tất cả cũng chỉ muốn sỉ nhục mặt quen thượng thần. Ta chữa lành vết thương cho cô đã. Chung trà này không tệ, ở đây có nhiều không? Tặng cho ta được không vậy? Được, ngày mai cho người đem tới cung của huynh. Mặc Uyên, ngài thấy chuyện này thế nào? Ta là thần chiến tranh, nếu dực tộc có ý đại chiến, ta sẽ ra trận. Sau cuộc đại chiến, thiên quân muốn làm gì để dực tộc cúi đầu phục tùng thiên tộc thì sẽ không liên quan tới ta. Chuyện này không cần thượng thần lo lắng. Đáng tiếc quá đi, bông sen này chạm trổ vẫn còn chưa đẹp. Ngươi có lưỡi bào không? Mấy chuyện hơi tỉ mỉ này ta muốn tự tay làm. Để ta kêu đồ đệ đi lấy cho huynh vậy. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, Kình Thương tạo phản rồi. Đánh quyền nữ bị trọng thương rồi giết gì đây? Là để bày tỏ ý quyết chiến với thiên tộc. Thiên quân, đế quân, Điệp Phong đi trị thương cho cô ấy, xin cáo luôn. Xem ra sớm hơn chúng ta dự đoán, đã khởi binh rồi. Dực tộc có 20 vạn binh tướng, cũng xin thiên quân cho 20 vạn binh tướng để ta dùng trong 10 ngày. Vậy thì phải nhờ vào thượng thần. Đại sư huynh, trong cung Luân Hư không có ai là nữ, phải làm sao bây giờ đây? Hey, cứ coi cô ấy là đàn ông đi. Đại sư huynh, cô ấy cũng sắp chết rồi, huynh còn kiêng kỵ gì nữa? Chỉ đành như vậy thôi. Em...
Tốt xấu gì cũng là phi tử của vị hoàng tử cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể ra tay đánh đập? Vậy mà cũng đánh được sao? Đại chiến một sống một còn, có gì mà không ra tay được chứ? Đúng rồi, hôm nay thiên quân và đế quân tới, chỉ có đợi ở đại điện hầu hạ. Có nghe được gì không? Thiên quân định chuẩn bị thế nào? Để thấy sư phụ tỏ ra không chút lo lắng, đế quân cũng vậy nữa, rất thảnh thơi. Thiên quân lại nôn nóng cứ hỏi sư phụ phải làm sao. Đế quân hết hỏi sư phụ về đồ gốm, lại đến chung trà. Theo đệ nghĩ, đế quân và sư phụ không hề coi trọng trận chiến lần này rồi. Ta không hiểu thiên quân và đế quân như thế nào, nhưng ta vốn biết rõ sư phụ, trước trận chiến càng thông thả, nghĩa là trận chiến đó càng khó đánh. Tư Âm, cô còn tới làm gì? Cô... vừa mới tới dực tộc được vài ngày, đã học cách quỳ nói chuyện rồi hả? Vậy cô cứ quỳ đi. Nè, phải quỳ tới cùng mới thể hiện được thành ý đó. Tư Âm, là ta bị tâm mê quỷ ám mới làm chuyện có lỗi với ngài. Thực ra trong lòng ta áy náy lắm, cứ không buông bỏ được. Là ta đã nợ ngài, mọi thứ hiện nay đều do ta tự chuốc lấy. Ngài nói đi, ta phải làm như thế nào ngài mới tha thứ cho ta? Cô nghĩ nửa đêm tới đây khóc lóc thì có thể tính xong món nợ trước đây của cô đó hả? Tư Âm, nếu ngài không thể tha thứ cho ta, sao lại âm thầm cho phép họ cứu ta chứ? Người ra tay cứu cô là đại sư huynh, người âm thầm cho phép là sư phụ, có liên quan gì tới ta đâu. Vậy cô nói đi, những gì cô làm ngày xưa có xứng với mấy chữ lòng lang dạ sói hay không? Tư Âm, ngài đừng có tuyệt tình như vậy mà. Cô đừng qua đây. Nếu ta thực sự tuyệt tình thì hôm đó ta đã giết chết cô rồi. Hôm nay người cứu cô là đại sư huynh, là vì huynh ấy tốt bụng. Ta nói cô biết, trong mắt ta cô không bằng một hạt cát. Ta khuyên cô, khi nào cô lành thương thì hãy mau chóng cút khỏi Côn Luân Hư, để tránh hôm nào đó ta uống hơi nhiều tìm tới cô trả thù thì không ai ngăn được đâu. Cô quỳ đó đi. Cửu sư huynh, không ngờ là cửu sư huynh cũng có thói quen ghé tai qua vách nghe chuyện người khác ha. À, không phải ta nghe lén, ta tới đây nói với đệ, chuẩn bị cùng sư phụ tới thiên cung duyệt binh. Sư phụ cho huynh và đệ đi cùng? Không sai, ta và đệ cùng sư phụ đi nghênh địch. Các sư huynh đệ khác mỗi người tự lãnh binh phòng vệ ở các nơi thiên tộc và dực tộc giao chiến. Đệ có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Tên đại đệ tử coi thường ta, sống chết không muốn cưới ta. Cả thập thất người cũng coi thường ta, để mặc ta quỳ sỉ nhục ta. Nhưng không sao, những điều đó không sao hết. Mặc quyền, hôm nay trước kiếm hiên diện của người, ta sẽ lấy đi bản đồ trận pháp của Côn Luân Hư, để các người đại bại trong trận này. Kình thương thật nực cười, còn chưa ra đánh trận mà đã bắt đầu ăn mừng rồi. Sư phụ. Sư phụ. Hai vị này là tiểu đầu Tư Âm và Lệnh Vũ, hai con mau tham kiến tam vị hoàng tử và giao quan thượng thần. Thập thất đệ tử của Côn Luân Hư Tư Âm, cũ đệ tử của Côn Luân Hư Lệnh Vũ tham kiến giao quan thượng thần tam vị hoàng tử. Đêm nay bạn tới đây thôi. Sư phụ, sao người của thiên cung cũng tới đây vậy? Sư phụ,
Không lẽ bên Thiên Cung có tin gì xấu sao? Cả ba vị hoàng tử của Thiên Cung đều tới. Không phải, tam vị hoàng tử của Thiên Quân trước giờ chưa từng tham chiến, lần này tới là để luyện tập. Mà lúc này ta đang cần người có pháp lực cao cường để dẫn binh. Lần này ta bày ra 7 trận pháp, mỗi trận có 7 cách biến hóa, tổng cộng hết 77-49 lần. Các vị hoàng tử tuy đã xem trận pháp nhưng chưa từng trực chiến bao giờ. Lệnh vũ, ngày mai con dẫn một vạn binh tiên phong, di sư sẽ yên tâm hơn. Dạ sư phụ. Sư phụ con thì sao? Con theo di sư dẫn trung quân. Dạ. Trận pháp tuy ảo diệu nhưng Kình Thương không phải là một kẻ địch có thể xem thường, không được khinh địch. Dạ sư phụ, đột nhiên tuyệt đối nghe lời sư phụ. Sư phụ, con có cảm thấy lo lắng cho trận chiến ngày mai không? Con nghĩ tới ngày mai thi thể sẽ chất đầy nơi đây, thì đúng là rất tiếc cho cảnh sắc tươi đẹp này. Nhưng ít ra có thể đổi lấy được 7 vạn năm thái bình cho tứ hải bát quan. Nghĩ như vậy con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Thập thức, con đã từng hỏi sư phụ về thuật phong ấn của Đông Hoàng Chung, con nhớ không? Dạ con nhớ chứ. Di sư sẽ truyền thuật này lại cho con trong đêm nay. Thật sao? Đa tạ sư phụ. Trong 17 đệ tử của ta, chỉ có con là thiên chất tốt nhất có thể dùng thuật này. Nếu không phải vì vậy thì di sư cũng không muốn truyền pháp thuật nguy hiểm này cho con đâu. Đa tạ sư phụ đã khen. Không lẽ sư phụ đã phát hiện ra thân phận của mình, biết mình là con gái của hồ đế rồi hả? Sao vậy? Dạ, dạ không có gì sư phụ, có thể bắt đầu được rồi.
sông lên. Đánh vào thiên trận, ai lấy được thủ cấp của đại tướng quân định sẽ được phong hầu. Giết! Sao trận pháp có thể bị phá nhanh như vậy? Nhị ca, huynh đừng đi. Ta không thể nhìn Tư Âm chết được. Nhị ca, huynh biết rõ ràng mà. Là bọn họ sẽ thua, nhưng tại sao vẫn muốn đi? Lẽ nào như lời đại ca nói, người quân thích là Tư Âm? Stop!
Thập thức, đừng qua đây. Sư huynh. Sư huynh. Rồi. Lo lắng xem bản thân người có thể thoát ra được hay không thì hay hơn đó. Rồi. Lý Kính, người dám làm phản sao? Trận này do quân của ta phá trận, đương nhiên công này sẽ là của ta. Sao hả? Giờ tôi muốn bắt kẻ nào đi cũng không được hay sao? Được thôi, ngươi nói thật không sai. Quyền nữ của ngươi quả thực đã lập công lớn, giúp ngươi lấy trộm bản đồ trận pháp, giúp tên tiểu tử nhà ngươi lập đại công. Nhưng bây giờ ngươi lại dám công khai giúp địch. Bổn cung có quyền trừng trị nhà ngươi theo quốc pháp. Hắn vừa nói cái gì vậy? Tư Âm, chuyện này sau này ta sẽ nói với muội. Lý Kính, ngươi dám sai quyền nữ trộm bản đồ trận pháp của Côn Luân Hư ta? Tư Âm, ta... Sư huynh đi, sư phụ. Gửi thư cho Điệp Phong, báo nó đến đem thi thể của lệnh vũ về cung Luân Hư. Sư phụ, cả người cũng không cứu được cửu sư huynh sao? Cửu sư huynh, cửu sư huynh. Ta xin lỗi thập thức, lần này di sư cũng lực bất tòng tâm. Đều tại con, sư phụ, đều tại con. Nếu như còn sớm phát hiện ra thì cửu sư huynh đã không phải chết. Đó không phải là lỗi của con, là trận pháp bị phá. Sư phụ, trận pháp bị phá là do quyền nữ. Quyền nữ đã lén lấy cắp bản đồ trận pháp. Ngươi vừa nói gì? Là do quyền nữ đã lén lấy cắp bản đồ trận pháp rồi giao cho Kình Thương. Mặc Nguyên, nếu như trận đã vàng thì không còn cơ hội xoay chuyển. Vậy chúng ta, chúng ta không những sẽ thua một cách thảm hại mà còn khiến cho 20 vạn thiên binh bỏ mạng ở bờ sông Nhật Thủy.
Thượng thần, thượng thần, dân tộc sau khi phá trận pháp, quân ta lập tức dàn trận hình thù kỳ quái giam chân quân ta lại. Thượng thần, quân trấn giữ cánh tả bị phá vỡ, thương vong vô số. Thượng thần, hữu quân hậu quân cũng bị phá vỡ, bị thương nặng nề. Đa tạ thượng thần đã ra tay cứu giúp. Thượng thần là người của hộ tộc. Tại hạ Bạch Chân. Huynh là con trai thứ tư của hồ đế Bạch Chỉ. Đúng vậy. Thượng thần không phải là tướng lĩnh của trận này, không cần ở lại đây. Mời thượng thần hãy đưa tiểu đồ ra khỏi doanh trại. Được. Vậy ta không làm phiền các vị nữa. Tư Âm. Tư ca, đều là tại muội hại chết cửu sư huynh. Nếu muội không quen biết Ly Kính, nếu muội không giữ quyền nữ lại, cửu sư huynh sẽ không chết đâu. Tử Ngũ à, nhớ đúng như đệ nói, thì người kia quyền nữ tới Công Luân Hư tìm đệ chính là Tứ Ca đó. Vậy chẳng phải cả hai ta đều có lỗi hay sao? Nè, hôm trước đại tổ còn gửi thư đến, nói rất vừa ý chuyện hôn sự của quyền nữ, kêu ta cảm ơn đệ. Nếu như không phải vì đại tổ, muội đã chém cho cô ta một đao rồi. Cô ấy đã lựa chọn dược tộc thì kể như không còn quan hệ gì với Thanh Khâu nữa. Nếu sau này đệ gặp cô ta, có thể một đao giết chết cô ta, không được nương tay. Cô ta đáng bị như vậy. Thượng thần, bổn quân cũng xin ra trận. Thượng thần, bổn quân cũng xin ra trận. Tam vị hoàng tử không cần vội vàng ra trận. Nếu muốn dẫn binh thì Công Luân Hư còn có 16 đệ tử. Nhưng mà chúng tôi tới đây không phải để làm cảnh, nguyện cùng sống chết với mọi người. Nguyện cùng sống chết với mọi người. Bây giờ ta cần một vạn binh đi vào đường chết. Đường chết à? Không sai, là tự tìm đường chết. Tướng sĩ bên ngoài đều là hậu duệ của thiên tộc, tuy không tôn quý như hoàng tộc, nhưng đều là sinh mạng cả. Mong thượng thần hãy cân nhắc. Tình hình trước mắt khẩn cấp, bên ta cần dùng chiêu hiểm thì mới mong chuyển bại thành thắng. Nếu cái này của ta thành công thì người còn lại mới có thể sống sót. Nếu như không dùng kế này thì e là tứ hải bát quan buộc phải đổi chủ. Ta sẽ tự mình dẫn binh tạo một lối ra trong trận địa của quân địch, nhưng cùng lúc một tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến dẫn theo một vạn binh đột phá dòng dây gốc đông nam. Nếu có thể dẫn dụ 10 vạn đại quân dân tộc truy sát, có thể giành lấy cơ hội sống sót cuối cùng của ta. Thượng thần, ta là một phần nhánh của thiên tộc, lần này tới vừa hay mang thêm một vạn binh, cả tộc ta nguyện vì thượng thần tạo ra đường sống. Có phải Tố Cẩm tộc không? Đúng vậy, chính là Tố Cẩm tộc. Được. Mặc Ngu, luận về anh dũng thiện chiến thì trong đại tướng này không phải ngài thì là ta. Phái một tướng lĩnh không danh không tiếng đi dưỡng binh, e là Kình Thương sẽ sinh nghi ngờ. Ta nguyện dẫn đầu một vạn binh này, xin được dâng lên ngài thêm một đầu người. Con đường này chắc chắn có đi không về. Vì chúng sinh, ta tự nguyện lãnh mệnh. Tứ ca, nếu như thua trận chiến này, không phải có lỗi với cửu sư huynh sao?
Nếu để phụ mẫu của cửu sư huynh biết được huynh ấy đã bỏ mạng ở bờ sông Nhược Thủy, không biết họ sẽ đau lòng như thế nào. Người ta rồi sẽ chết, chỉ là sớm muộn thôi. Người sống không hổ thẹn với trời đất, chết rồi cũng không mất đi khí phách. Huynh ấy đã chết rất có ý nghĩa. Ta chỉ định quan sát trận chiến này từ xa, không ngờ lại xảy ra chuyện nằm ngoài dự tính. Tứ ca, huynh có biết Đông Hoàng Chung không? Biết chứ, ta từng nhìn thấy khi còn nhỏ, nhưng đã lâu rồi ta không rõ tung tích của nó. Ở trong tay Kình Thương. Thật không? Lại thêm một chuyện rắc rối khác. Sau nửa canh giờ, tất cả sẽ hành động theo kế hoạch. Hãy nhớ, sau khi cô đột phá được dòng dây, cố gắng đánh nhau với kẻ địch càng lâu càng tốt. Hiểu rồi. Chỉ cần như vậy, chờ ngày ta trở về, sẽ cùng ngài đọ sức một trận. Cho dù thắng thua ra sao, sau khi ta và ngài đọ sức, sẽ bỏ hết mọi hiềm nghi, được không? Được. Các vị, Giao Hoàng xin đi trước một bước. Cung điện thượng thần. Bảy trận ta dàn, giờ một đã bỏ mạng, một thì đem binh dụ địch, cần hai tân tướng lĩnh binh. Chúng ta mỗi người đã thống lĩnh một đội, nếu cầu xin thiên quân ban tướng e là không kịp. Sư phụ, Tư Âm xin đi. Con chưa cầm binh bao giờ, Thập Thất. Tư Âm đã theo sư phụ hai vạn năm, từ lâu đã thuộc lòng các trận pháp. Xin sư phụ hãy tin con. Thượng thần, Bạch Chân cũng nguyện dẫn một đội quân. Ngài, trong doanh trại này, nếu luận pháp lực thì ngoài Mặc Uyên thượng thần, e là chỉ có Bạch Chân ta đây thôi. Được, vậy hai người sẽ cầm binh. Tư Âm thống lĩnh Tả Ngưu Hầu quân của Giao Quan, Bạch Chân thống lĩnh Tiền quân của Lệnh Vũ. Rõ. Lát nữa ta sẽ làm đúng theo giao hẹn với Giao Quan thượng thần, dẫn trung quân phá góc đông nam của địch, để Giao Quan thượng thần phá dòng dây thoát ra. Lúc đó Ương Thác, Tăng Tịch, Liên Tống giả vờ thua trận, vừa đánh vừa lui. Thượng thần, Kình Thương đã thay đổi trận pháp, điều động ít nhất 10 vạn binh mã đuổi theo Giao Quan thượng thần. Được. Lấy thủ cấp Kình Thương, để các tướng sĩ đã anh dũng hy sinh vì thiên tộc ta. Lấy thủ cấp Kình Thương, để các tướng sĩ đã anh dũng hy sinh vì thiên tộc ta. Lấy thủ cấp Kình Thương, để các tướng sĩ đã anh dũng hy sinh vì thiên tộc ta.
Kình Thương, nếu ngươi buông tay chịu trói thì bọn thuộc hạ sau lưng ngươi sẽ còn có cơ hội được sống. Nhưng nếu như ngươi không đầu hàng thì hãy đền mạng cho những tướng sĩ đã tử trận của thiên tộc ta. Chỉ cần ta vẫn còn là quân vương của Dực tộc thì quyết sẽ không đầu hàng. Trời đất này cũng nên biến đổi rồi. Trận này có chúng thần Bát Quan bầu bạn với ta, bốn quân cũng không uổng công. Nó không hả? Đông Hoàng Chúng, Đông Hoàng Chúng này do ngươi tạo ra, hôm nay ngươi sẽ chết cùng với nó đó. Chung là do ta tạo ra thì ta tự biết làm sao để khắc chế nó. Sư phụ, Sao chứ? Để không sao. Ugh!
Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Đây là thư sinh hàng của dược tộc chúng tôi. Phụ quân ta đã bị phong ấn trong Đông Hoàng Chung. Hôm nay dược tộc không muốn kết thù oán với thiên tộc nữa. Mong cho vị thượng tiên nhận lấy thư sinh hàng, tha cho hai dạng tư binh chúng tôi một con đường sống. Thư sinh hàng thì có ích gì? Ta muốn các người phải chôn chung theo sư phụ. Thất! Học Thất à! Thất! Dừng tay lại! Chuyện này liên quan tới thiên hạ chúng sinh, đừng hành động lỗ mãng. Dược tộc ta có hàng trăm vạn người, người giết không hết đâu. Cho dù ta sức cùng lực kiệt, cũng sẽ giết hết bọn dược tộc các ngươi. Thượng tiên, hai quân giao chiến, tử thương là điều khó tránh. Huống chi phụ quân ta đã bị phong ấn rồi, xin người đừng làm liên lụy tới người khác nữa. Học Thất, đi mau, quay về cung Luân Hư. Người nói cái gì hả? Mặc Uyên Thượng Thần dùng nguyên thần trấn áp Đông Hoàng Chung, giờ đã hồn bay phách tán. Được rồi, ta biết rồi. Đợi đã, đế quân có gì căn dặn? Nói sau đi nữa, Kình Thương cũng coi như bị phong ấn rồi. Người tức tốc đến Đại Tử Minh Cung, chuyện này không thể chậm trễ được. Dạ. Bản đồ trận pháp bây giờ bị thua trận là do số mệnh của phụ quân dặn. Sao điện hạ còn đối xử với thiếp như vậy chứ? Thua hay không thua liên quan gì ta? Những chuyện mà cô làm liên quan gì ta hả? Sao lại không liên quan? Dực tộc đã bị thua trận, Mặc Quyên vì đánh trận mà hy sinh, thiếp chẳng phải thành tội nhân của cung Luân Hương sao? Từ giờ về sau, lên trời xuống đất, thiếp cũng chỉ biết trông chờ vào điện hạ thôi. Quyền nữ, cô có biết không,
cô dựa nhầm người rồi. Trong vực tộc ta vô quyền vô thế, từ trước tới giờ lại đối đầu với đại ca. Hôm nay phụ quân mất tích, đại ca lên ngôi, rất nhanh thôi sẽ cho người giết ta. Cô dựa vào ta, vậy còn ta thì dựa vào ai đây? Viên quan tử, chuyện gì? Người của thiên tộc tới. Truyền. Dạ. Tại hạ Ti Mệnh Tinh Quân tham kiến nhị hoàng tử. Không phải đại ca ta giết thư sinh hạng rồi sao? Mấy người thiên tộc các ngươi còn tới tìm ta làm gì nữa? Ta tới để giúp nhị hoàng tử đoạt được ngôi vị dực quân. Ngôi vị dực quân, ta hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi đi đi. Nhị hoàng tử, nếu như để đại hoàng tử lên ngôi, chỉ sợ là ngài không sống được tới ngày mai. Huống hồ ngài và hắn còn có thù giết mẹ, đại thù chưa báo, sao có thể cam tâm chứ? Chúng ta phải làm sao đây? Sư phụ à. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, chết nha. Sư phụ con khi nào có thể tỉnh lại vậy?